Xin chào các bác nhé, anh em chúng em trong ngày hôm nay thì đang chuẩn bị hàng đóng đi gửi cho các bác ở xa. Thì có những rất nhiều những đơn hàng mà phải chia nhỏ ra thì nó mới gửi đi được. Tại vì có một số khu vực là hiện tại vẫn chưa nhận hàng những cái đơn lớn. Anh em ở khu vực nào mà có muốn đặt hàng thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng em để chúng em tư vấn thêm cho các bác nhé. Còn hầu hết các cái tỉnh miền Bắc mà đang chưa bị đã được giãn cách rồi thì anh em có thể gọi điện đặt hàng và chúng em sẽ gửi tận nhà cho các bác và anh em được bình thường. Như những đơn hàng ngày hôm nay, đây là những cái combo trong này thì có đẩy liền vang, có nâng tiếng, rồi có mic không dây, vân vân. Hay là có những bộ thì là chơi đẩy rời vang rời, nâng tiếng rời. Hay là những cục đẩy X7 DAC, hay là những chiếc vang đấy, những vang 6G, rồi vang T9, rồi những cặp loa chép, rồi những cặp mic không dây. Đó, chép đây các bác nhá. Thì tùy theo các bác và anh em lấy cái gì thì chúng em sẽ đóng gói cẩn thận cho các bác và anh em. Kia là những cái đơn trầm. Tiếp tục anh em chúng em đóng tiếp đôi loa nữa. Đây là những đôi loa cao to đẹp trai này. Cái này là 6G đấy. Anh em chúng em đã đóng sẵn rồi, chờ lên hàng lên đường thôi. Đây là một con trầm F1500 bản mới này. Đó, thùng rất to các bác nhé. Đây nữa. Đây là những cái đơn trầm trong ngày hôm nay. Và còn chiều nay thì cũng còn đóng tiếp những đơn hàng tiếp theo nữa. Và để kịp đi bưu điện anh em chúng em phải hết sức làm việc liên tục. Và cũng xin thay mặt cho anh em quý tín và cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác đã dành cho Hoàng Long. Đừng quên gọi điện trực tiếp cho chúng em hoặc là để lại số điện thoại cho chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác và anh em nhé. Và rất nhiều những cái mẫu loa mới về và phải cập nhật thường xuyên thì các bác và anh em mới nhận được những thông báo. Và những đôi loa 921 chẳng hạn, hoặc 6.000 chẳng hạn. Tới đây thì còn rất nhiều những sản phẩm nữa mới nữa các bác nhé. Rồi, em cảm ơn các bác đã yêu mến ủng hộ. Thank you.